Hôm ấy tôi đến chào chính quyền, chào chủ tịch tỉnh của Bắc Cạn. Lúc nào lúc nào của tôi rò từ lu nhau hậu trồng Bắc Cạn. Và thú thật lúc tôi ở đó tôi chưa có ý nghĩ gì, tôi đến tôi chưa có ý nghĩ gì về Nà Phạc cả. Dù trước đó tôi đã đến Nà Phạc và biết Nà Phạc rồi. Thảo cũng nhau đầu thì cú chim xá trò Nà Phạc đi. Thế đầu tiên của tôi bao Nà Phạc vấn đề là của tôi chưa xá trò Nà Phạc. Nhưng mà khi ông chủ tịch tỉnh tặng tôi một bó hoa, địa sư thấu ở nọ nhau hầu đồng bác cả nếu mua đào chữ chữ kia y cho bà, thì bỗng dưng tôi nghĩ đến Nà Phạc, chê nư xá trò Nà Phạc. Và ngay sau khi rời khỏi chỗ ông chủ tịch tỉnh thì tôi đã cùng với một vài giáo dân và một gia xứ lúc ấy đến để dâng bó hoa của ông chủ tịch tỉnh cho Đức Mẹ. Thầu cũ cho rồi bác cả chề thì cũng rõ ý được giúp lì thì cho anh chàng tôi cho Nà Phạc mua từ chè nỏ cửa nhau hỗ trợ bác cả cho bà trầu nghĩa ma lia tại nhà của các dì dòng hiệp nhất ở ngoài ngay bên cạnh khu đất của chúng ta ở đây nhau hỗ cho Paul nhau hỗ lúc cùng hầu cùng xe đợi lúc chị với lời xin như lúc nãy cha đã nói, xin Đức Mẹ cho giáo dân Nà Phạc một ngôi nhà thờ. Cú thọ thì thọ nẻ ma lia có bu trầu bê lưu Nà Phạc nó mỗi y lưu chế tánh đủ. Tại sao tôi nghĩ vậy? Tại vì tôi nghĩ đến lúc ấy tôi biết là có một số bà con giáo dân phải chạy từ ở Tà Lùng do chiến tranh chạy về đây mà không có trăm linh mục nào chăm sóc, cũng không có nhà thờ để hội họp. Tỷ ô lê trà tỷ cú xã thì mỗi gió nền trè nho bề và cao bằng được khía là khó no chỉ mùa nền trái chùa thì chỉ mùa chế tánh hở. Tôi nhớ đến Chúa Giêsu ngày xưa, Chúa nhìn đám đông dân chúng và Chúa trách lòng thương vì họ như đoàn chiên không có người chăm sóc. Cú cho gió hua tài Giêsu thảo gió nử bỏ cho nền châu chống tuột gió nử mùa xia khú lây vì chỉ mùa ít tùng nền cho lỡ. Vì thế tôi với cái vai trò của tôi là giám mục, tôi nghĩ đến những đoàn chiên ở ngay chỗ Nà Phạc này là đúng là những người như đoàn chiên bơ vơ không có người chăm sóc. Cú do trước kia cũng do trò biết dọn chạy nhau Nà Phạc nó rong ô lê y tù nhùa bông da chỉ mua từ chứ. Tôi nhớ hôm ấy tôi cùng với mấy người đó, trong đó có một cha đã quỳ xuống dưới đất trước một tượng Đức Mẹ rất bé trên một cái bàn hết sức là thô sơ. Tôi đặt bó hoa và đọc 10 kinh kính mừng để xin Đức Mẹ cái ơn ấy. Cú do hai tia nung tờ mỗi được chữ liền cho cú thea bế thọ cho hậu a đợi ý tù lọ niệm ma lia mềm mề có bế thọ niệm ma lia lưu tiền chuyển đời. Cũng phải thành thật là sau đó thì thỉnh thoảng thì mới nhớ lại, có khi cũng quên mất. Hai trâu này thì thầu cũng do trò thế thì thầu cũng tôi nói cá lở. Nhưng mà hình như Đức Mẹ thì không quên. Địa chỉ niệm mất lia thì nhìn chỉ nói cá lì. Vì thế mà chỉ chừng tôi không nhớ chính xác, nhưng mà mấy năm sau thì có cha tỉnh tình nguyện về Nà Phạc. Hoàn toàn tôi không có đề nghị cha về Nà Phạc, cha tình nguyện đi về Nà Phạc. Cú chính cho là địa chỉ ốp ấy trong tỏ ca một dự lệ tình nữ dành dành tuần Nà Phạc. Thế ít lâu sau thì cha làm được một cái ngôi nhà thờ như thế này có trước mặt chúng ta đây. Lo ở bên hiệu tòa ca chứ pli nếu ở lại lưu chế tính tu đã biết không mua bỏ nó. Tôi cảm ơn Đức Mẹ nhiều lắm vì Đức Mẹ đã cho một ngôi nhà thờ như thế này để bà con giáo dân có thể tụ họp rồi các cha có thể dâng lễ để cầu nguyện. Cú ơn niệm mất lia trầu tàu vì niệm mất lia bú y lưu chế nó trầu bế dọn chảnh khó nó sư cổng thiết tánh tù và thạt sinh tù.